sống thì nhiều cái quan trọng lắm. Thứ nhất thì công việc, vừa làm dịch vụ như thế đâu, trong gia đình đó, vừa là còn dành thời gian đi cho vợ. Quan trọng nhất là vợ. Gia đình là một việc nhưng mà quan trọng nhất là vợ. Khi mà ngay cái sự cố là có gì cũng phải là bỏ đi vọc cái này. Thì trong cái tâm từ lâu đến nay là tập trung vọc là nhiều hơn. Vọc cũng như là con cháu trong gia đình. Bây giờ cái cảm nhận nó sâu đậm lắm nè. Không những như cá nhân nhưng mà tập thể anh em cũng thế. Đây đây. Đó đấy là ông thầy. Đây 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 em lâu ngày, mà em một đứa thôi. Nó có tao đấy luôn. Động rồi. Mấy cái đoạn này hồi chưa vậy kéo lên lại không đẩy đến nè. Chúng em vẽ thêm những cây cối để cũng giống như để cho mọi người hiểu là vật chờ bó chân xóm nó cần rừng, cần thiên nhiên và nó muốn chúng ta yêu thương yêu quý là vật chờ bó chân xóm này nhiều hơn để cho ngày còn phát triển cái loài động vật quý hiếm này. Đây là một loài linh trưởng có tên là vật chờ bó. Đặc điểm của nó là có màu xóm và có đuôi rất là dài mà có hơi chút màu đỏ cam. Và chúng cần rừng để sinh sống. Mình cần nát lại được cái những cái danh sách nào mà các chủ hộ đã chưa có rừng mà chưa biến thì mình sẽ đến nhà tư vấn cho họ rồi ít quả bảo vệ rừng cho công vật sinh sống. Theo tôi nghĩ thì người dân tao mi tay mình không nên nổi mà không biến đâu. Vừa là cái ranh giới mà bo mét để cho nó mở rộng cho đồng vật đó thì cũng có một số hộ hưởng ứng rồi. Nhưng mà bản thân ở thôn của Mỹ mình thì cũng có một số ban ngành của thôn cùng với xã như phụ nữ nông dân rồi đó. Kính thưa anh Dư, chủ tịch hộ cùng tân thể mọi người, ấy là tôi thì cũng tham gia hộ người dân thì tôi cũng đồng ý ý kiến là hiến đất. Tôi có đất thì tôi cũng hiến đất như mọi người, thế là đồng ý kiến là đất rừng đất lãi thì cũng nhờ mọi người hỗ trợ. Chiều hôm trong cái nhóm bảo tồn là họp và có 10 những cái hộ mà lân cận trong cái diện tích đất mà liên quan đến đồng vọc ở thì hôm là bà con cũng tự nguyện hiến là thì ngon là 3 mét trong khu vực mà vật đang ở. Thì bây giờ hôm không có em thôi, bây giờ cái na cũng tiện này thôi có em hiến cho vật ít.
sửa mấy người nhiều chứ còn em có chút mà ăn thua đắt vậy. Bó mít thì bó mít, họ sao em dạy thế mà chương gió. Rồi, trước mắt là thay mặt cho trong nhóm là cảm ơn em trước ngay. Dạ dạ. Đấy là quan trọng những người rừng nhiều nha, họ phải là họ hỏi chứ còn em thì dễ, họ sao dạy em dạy gì. Thật sự điểm ấy, nhìn được đó thứ nhất, cái thứ hai mà nhìn được rồi chỉ thấy rồi thì mấy cháu mà có nghĩa là đứa thì là vỗ tay, đứa chỉ, đứa thì cười, đứa đủ hình dạng thì mình thấy nó cũng sung sướng thiệt, thấy cổng nghĩ mình cũng nhảy bổng lên liền. Mà mỗi lần thấy rồi hỏi má cháu thấy như thế nào, như đã quá à, thấy là nghe là sung sướng rồi. Đó, qua này, qua này, qua này, qua này, đó, qua cái nhậu ngon ngon ngon, qua cái cây, cái cành, nó tự nhậu dưới cái cây. Ở Mỹ Tây thì cái điều thứ nhất là dân số thì cũng ít đấy, mà diện tích thì cũng ít so với các xã khác. Nhưng mà ở Mỹ Tây là có cái tự hào nhất là được có cái đồng bào được sinh sống mà lâu nhất mà cũng không ai có ở như ở Mỹ Tây. Thế giờ ở Mỹ là có cái riêng cá nhân thì được nó xả chi cho nó không thì nguyện vọng sau mà bảo tồn được nó, thứ nhất là tăng được lò lên và diện tích nó rộng ra là có cái nhiều cái xả nó cũng có cái quyền lợi, mà quyền lợi chính là như là vọt nó như không cái địa phương nhân đây dần dần rồi thì khách đi vào rồi cũng có cái những cái du lịch rồi cái dần dần phát triển thì cũng chính là nhờ vọc. Mà nếu như vọc nếu mà mình không bảo tồn tốt thì sợ mất đi một cái danh lam thắng cảnh của quê hương là một, thứ hai nữa là vì cái lò nó bị suy thoái thì tâm ý đây cũng hơi bị thiệt hại về cái chuyện bảo tồn.